thời gian qua, các chính sách giảm nghèo và phong trào thi đua trên địa bàn huyện Đắk Pơ được triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo về y tế, giáo dục, tín dụng, nhà ở đã phát huy tác dụng tích cực. Năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đắk Pơ chiếm 10,64% và đến cuối năm 2023, tỷ lệ này còn 6,97%. Trong giai đoạn 2021-2023, huyện Đắk Pơ đã cấp 83.210 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hỗ trợ mức đóng theo quy định, đồng thời kết nối với một số đơn vị trong và ngoài huyện để hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho 47 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Đến nay, 100% hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn tại địa phương được giúp đỡ, hỗ trợ. Dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Pơ tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.